Lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng Chảy Tinh Hoa diễn ra từ 10 giờ sáng ngày 18 tháng 11. Nhưng trước đó rất nhiều người dân đã có mặt từ sớm để đón xem. Những công đoạn cuối cùng trước đêm diễn đặc biệt đã gần như hoàn tất. Ngay từ những khâu nhỏ nhất cũng được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Cùng với đó, lực lượng an ninh và y tế đã có mặt để nắm được tình hình, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên, đảm bảo chương trình nghệ thuật an toàn nhất. Trong sáng tổng duyệt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã cùng ban tổ chức kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị trước khi sự kiện diễn ra. Từng tiết mục đều được các đại biểu kiểm duyệt kỹ càng và góp ý để hoàn thiện tốt nhất. Chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng Chảy Tinh Hoa nhằm giới thiệu về ngôi đình linh thiêng bên sông Hồng, tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống, những tinh hoa dân tộc, là hơi thở, tiếng lòng người Việt qua nhiều thế hệ, thể hiện trí tuệ, phẩm chất trong tư duy, lối sống của nhân dân trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta không làm cho chỉ là những cái người của ekip sáng tạo, những người có trách nhiệm của chương trình, của một Bắc Từ Liêm, không phải. Chúng ta làm cho Bắc Từ Liêm là một địa danh hành chính cụ thể, nơi có định danh của đền thờ uy nghiêm này. Nhưng mà từ Bắc Từ Liêm, từ Đình Chèm, chúng ta đến với lại cả đất nước, đến với bạn bè quốc tế. Từ một đất nước nô lệ, chúng ta trở thành một nước được tính đến trong cái lá bài địa chính trị của thế giới ngày hôm nay. Thì Lý Ông Trọng đã làm cái việc của một thiên vương ở một giai đoạn cách chúng ta rất lâu rồi, nhưng nó chính là tạo nên một cái dòng chảy mà trong cái chương trình đã có, dòng chảy tinh hoa. Chương trình sử dụng âm nhạc như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thông qua hình thức, ngôn ngữ nghệ thuật có ý nghĩa tuyên truyền nhằm góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của tinh hoa di sản trong đời sống đương đại. Và đặc biệt là sự kiện này là nằm trong cái chuỗi sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 thì phải có sự sáng tạo trong đó, và các sân khấu thực cảnh chính là sự sáng tạo. Và để mà kết nối giữa cái câu chuyện này, câu chuyện về chương trình về Đình Chèm, về Hà Nội, thì trong kịch bản thì chúng tôi đã có một cái kịch bản xuyên suốt, không đơn thuần là các tiết mục nghệ thuật mà trong đó có thêm những tiết mục giao lưu của các tỉnh bạn, ví dụ như tiết mục xòe thái của tỉnh Yên Bái, tiết mục dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh và một số tiết mục khác nữa. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đưa vào trong chương trình có phần trình diễn thời trang áo dài. Chương trình sẽ đưa khán giả tìm đến với những điều cốt lõi trong hồn cốt dân tộc Việt, những căn cốt đẹp đẽ trong văn hóa ứng xử, trong lối sống và cốt cách con người, hun đúc nên bản sắc cộng đồng. Tất cả sẽ được phô diễn khéo léo trong các tiết mục vừa giàu màu sắc truyền thống, vừa có sự tiếp biến uyển chuyển và tinh tế với các giá trị văn hóa của các ca khúc đương đại. Về Từ Liêm đi anh có sông Nghệ Ba.